Đấu La Đại Lục phần 2 tập 254, lại đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phần 3, Tuyệt Thế Đường Môn. Phương Đông biết Vũ Hạo đột nhiên dừng lại, dĩ nhiên là không thể có lý do. Nhưng về trong phạm vi dò xét của tinh thần tham trác, hoàn toàn là không có chút gì bất thường. Vũ Hạo híp mắt rồi nói, không biết tại sao đột nhiên ta cảm giác có gì đó không đúng, hơn nữa là còn rất nguy hiểm. Tiêu Tiêu cười hì rồi nói, chẳng lẽ người kia ở ngoài 100 mét quan sát chúng ta hay sao? Nơi đây cây cối rậm rạp như vậy, làm sao có thể nhìn thấy gì? Có khi người cảm nhận được hơi thở của sư phụ đó. Tuy cả ba không nhắc đến, nhưng bọn họ đều là biết chắc Huyền Lão đang âm thầm đi theo sau, bảo vệ an toàn cho bọn họ. Không, không phải, vì nó là có sát khí. Vũ Hạo nhanh chóng xoay người, hơn nữa còn chủ động kéo tay Vương Đông và đẩy Tiêu Tiêu về phía sau. Mèo mèo, một tiếng kêu vô cùng là chó tai vang vọng khắp cánh rừng. Cây cối xung quanh bỗng như là phát ra từng tiếng xào xạc, dường như là có một cơn gió vô hình là vừa thổi ngang vậy. Vũ Hạo lập tức là tăng tốc độ dò xét của tinh thần tham trắc lên cực hạn. Phạm vi vốn chỉ là khoảng 200 thước, nháy mắt liền là tăng lên hơn 300. Làm như thế, tuy là hồn lực quán tiêu hao nhanh và nhiều hơn, nhưng nếu phạm vi tăng lên 100 mét, thì là cơ hội giữ mạng của bọn họ cũng là cao hơn. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện ra trong phạm vi dò xét của hắn. Hiện nay, đường kính của phạm vi dò xét tinh thần tham trắc đã là hơn khoảng 300 thước, mà cái bóng kia vừa xuất hiện ra, biến mất, nháy mắt sau khi đã đi được 500 thước, thế mà Vũ Hạo còn không cảm nhận được vật thể đó là một cách rõ ràng, càng không theo kịp hành tung của nó, tốc độ này thật sự là đáng sợ. Dưới sự áp lực cực kỳ lớn, sắc mặt của Vũ Hạo khẽ thay đổi, đôi mắt màu vàng cũng là đậm hơn, trong ánh hoàng hôn tăm tối, lực lượng chú ý của hắn dần dần được lưng đến cực hạn. Đó là một con hổ màu miêu cao hơn là một thước, bên ngoài bộ lông màu đen đậm của nó là một màu ánh sáng với hoa văn màu xanh biếc, đôi mắt đỏ như máu đầy sát khí. Trong khoảng khắc, chừng là 3 thước xung quanh nó, mơ hồ là có thể trông thấy một vầng sáng màu xanh đen lặng lẽ xao động, mà trên lưng của nó là một con hổ màu miêu bé bé có bộ lông màu xanh đen, đôi mắt cũng là màu đỏ sực sỡ. Đây còn không phải là con hổ màu miêu bị thương mà bọn họ vừa thả đi hay sao? Tiêu Tiêu lẩm bẩm, đánh còn trả đến, xem ra đôi khi là không lên quá mềm lòng rồi. Sắc mặt của Vũ Hạo và Vương Đông cũng là vô cùng khó coi, cả hai đều là vô cùng không ngờ rằng đầu tiên đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đã là gặp phải phiền phức lớn như vậy, mà phiền phức này có đến từ chính sự nhân từ của bọn họ nữa. Con hổ mà miêu thân cao một thước kia rõ ràng là một hồn thú vạn năm, hơn nữa thì theo ánh sáng màu xanh biếc quanh cơ thể của nó có thể thấy nó không phải là loại hồn thú bình thường vừa mới tiến dài vạn năm. Đây là lần đầu tiên bọn họ phải đấu với một hồn thú vạn năm, làm sao lại là không hồi hộp và lo lắng cho được. Mà theo tốc độ của con hổ mà miêu kia, rõ ràng thì tương đương với cường giả chiến hồn vương hệ mẫn công bình thường. Hồn thú và hồn sư không khác nhau. Hồn thú chỉ là chiến đấu theo bản năng, nên nhiều lúc thậm chí là sức chiến đấu còn hơn cả hồn sư cùng cấp bậc. Điểm mạnh của hồn sư so với hồn thú chính là trí tuệ và biết dùng chiến thuật. Con hổ ma miêu này tuyệt đối là kẻ thù nguy hiểm nhất mà bọn họ phải đối mặt từ khi lọt lòng đến nay. Đây không phải là một trận chiến bình thường nữa, mà là một trận đấu sinh tử. Mà lúc này nó cũng không luôn nóng tiến lên, đôi mắt đỏ như là máu mang theo hơi thở vô cùng là khủng bố. Con ngươi màu đen như là muốn dựng thẳng lên, thỉnh thoảng còn có rút lại vô cùng là hung ác. Tinh thần tham trác của Vũ Hạo liên tục truyền về tin tức cho thấy hơi thở của nó dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Mà phần sức mạnh này của nó, bao người bọn họ chưa chắc là có thể ngăn cản được. Xem ra suy nghĩ của chúng ta có chút là không đúng với thực tế rồi, Vũ Hạo lẩm bẩm. Vương Đông không nói thêm gì, nhưng đôi môi lại là mím chặt. Kế tiếp, biểu hiện của bọn họ hoàn toàn là xứng với tư cách là đệ tử hành tâm của Học viện Xuân Anh Khắc. Cả ba người hoàn toàn không vì sự có mặt của Huyền Lão mà thả lỏng. Bọn họ liên tục suy nghĩ phương pháp ứng phó với con hổ ma miêu vạn năm này bằng chính thực lực của chính mình. Tiếng kêu sắc bén của con hổ ma miêu vạn năm lại vang lên, nháy mắt sau nó di chuyển. Tinh thần tham trác của Vũ Hạo tức thì là truyền đến thông tin vô cùng là chính xác. Lúc này thì mục tiêu của hổ màu miêu đúng là hắn. Tốc độ của con hổ màu miêu vạn năm này quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không thể nhìn kịp. Nháy mắt nó chuyển động thì là cả người nó đã biến mất, cuối cùng chỉ là để lại một vệt sáng. Mãi đến khi nó di chuyển đến trước mặt Vũ Hạo, ảo ảnh kia mới biến mất. Vũ Hạo cũng là không lùi bước, vì sao hắn là Tiêu Tiêu, cạnh hắn là Vương Đông, hắn thân là thủ lĩnh, làm sao có thể lùi bước? Hơn nữa thì so tốc độ hắn kém xa đối thủ. Ngay khi hổ ma miêu tấn công về phía Vũ Hạo, Vương Đông cũng là đã lùi bước đứng sau lưng của hắn. Cả hai nháy mắt trông như là hóa thành một khối. Vũ Hạo đưa hai tay về phía trước, lòng bàn tay trái hướng vào trong, lòng bàn tay phải hướng ra ngoài. Bên ngoài hai tay đều là đã được phủ một lớp hạt bi trắng nhỏ sáng như là kim cương, băng đế chỉ ngao. Kế đến thì tiếng kêu thảnh thót của cửu phượng lai nghi tiêu liền vang lên. Ngay khi nó vang lên, tốc độ của hổ ma miêu liền là bị chậm lại, tranh thủ chút thời gian để cho Vũ Hạo ứng biến tình huống bất ngờ. Leng keng.
Các đốm lửa liên tiếp xẹt lên, cả Vũ Hạo lẫn là Vương Đông đều bị đánh bay ra ngoài. Đôi cánh quang minh Lữ Thần Điệp liền xuất hiện ra, đưa lấy cả hai không khỏi đụng vào thân cây to ở phía sau. Nháy mắt khi mà con hổ mang miêu vạn năm kia va chạm với Vũ Hạo, cả người nó đột nhiên như là bị mất phương hướng, tê lên mới là một trạng đời sát khí kia trở thành vô ích. Vũ Hạo cảm thấy hai tay tê dần, bàn tay đau nhức vô cùng, các viên chân châu phủ bên ngoài để lại từng vết hằn trên làn da của hắn. Tuy hắn đã là chặn được công kích của con hổ ma miêu vạn năm kia, nhưng vạt áo trước ngực vẫn làm bị rách một chút. Bấy nhiêu đã đủ thấy vết móng vuốt kia, con hồn thú kia sắc bén như thế nào rồi. Nhưng mà lúc này, căn bản hắn chẳng quan tâm đến vết thương của mình. Hắn lại một lần nữa sở hữu bằng đế chi ngao và huyền ngọc thủ tăng sức mạnh cho đôi tay, miệng hô to: "Tiêu Tiêu, cẩn thận!" Đúng vậy, hiện nay hai người bọn họ đã bị đánh bay. Vậy thì người đang đứng gần con hổ thú nhất kia chính là Tiêu Tiêu. Hổ ma miêu vạn năm nhẹ nhàng tiếp đất, không vang lên một tiếng động nào, giống như là một khối bông gòn nhẹ nhàng rơi xuống đất vậy. Nháy mắt sau đó, nó lại như là một phát điên lên, điên cuồng đánh về phía hướng của Vũ Hạo. Tuy nhiên thì, nếu theo con đường tấn công ấy, nhất định là nó sẽ lướt ngang cả Tiêu Tiêu. Chân phải nó vùng lên, mấy cái móng vuốt sắc bén chém thẳng về phía Tiêu Tiêu. Nếu đây chỉ là một đại hồn xưa có hai hồn hoàn bình thường, đối mặt với đòn tấn công này của nó nhất định là sẽ bị chém đứt ngang eo, chắc chắn không có khả năng thoát được. Hồn xưa hai hồn hoàn làm sao có thể cản được đòn tấn công của hồn thú vạn năm? Chuyện này căn bản là một chuyện vớ vẩn. Tiêu Tiêu là phải đại hồn xưa bình thường, tu vi của cô bé đã là đến cấp 30, và quan trọng hơn, cô bé còn có được kinh nghiệm sau lần tham dự cuộc đấu hồn đại tái nữa. Đây còn chưa kể sự trợ giúp từ tinh thần tham chắc cộng hưởng của Vũ Hạo. Nháy mắt khi mà con hổ mang miêu vạn năm nhào ra, cô bé đã lùi tít về phía sau. Thật là đệ tử của đường môn, tuy nhiên cô bé cũng là biết quỷ ảnh mê tung. Trong quá trình lùi về phía sau, cô bé còn không ngừng thay đổi phương hướng. Khi đòn tấn công của con hổ mang miêu tạo thành một lưỡi đao ánh sáng, thì tinh thần tham chắc cũng là truyền thông tin trở về. Cả người của Mịt Tiêu Tiêu cong xuống như là hình vòng cung, tránh được nó trong tích tắc, thoát khỏi bờ nguy hiểm. Lời lưỡi đao ánh sáng ấy lướt qua liên tục phát lên từng tiếng sụp đổ, không biết là có biết bao cây cối phải gặp tai ương rồi. Tuy Tiêu Tiêu may mắn tránh khỏi một kích này, nhưng lưng đã là ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cũng may mục tiêu tấn công chính của con hổ mao miêu vạn năm kia không phải là cô bé, nếu không làm sao cô có thể dễ dàng tránh né như vậy. Mà lúc này đây, con hổ mao miêu vạn năm kia đã là đến ngay trước mặt Vũ Hạo. Ánh sáng màu tím ánh kim lại xuất hiện ra, nó bắn ra từ hai tròng mắt của Vũ Hạo. Nháy mắt khi mà tia ánh sáng ấy xuất hiện, đôi mắt của hổ mao miêu rõ ràng là có chút long lanh ánh sáng. Hiển nhiên nó đã biết Vũ Hạo có một kỹ năng hệ tinh thần vô cùng là đáng sợ. Nhưng mà lúc này, hổ mao miêu vạn năm đã là nhận ra mình đoán sai rồi. Mục tiêu tấn công của Vũ Hạo không phải là nó. Con hổ mao miêu ngàn năm đang ngồi trên lưng nó, vẻ một cái. Đầu giống như là quả dưa hấu bị dập nát, máu tươi từ thất khiếu ảo ảo chảy ra ngoài, làm phục xuống lưng của hổ mao miêu vạn năm. Lúc này Vũ Hạo đã là hoàn toàn không còn lường tay nữa. Bản nay con hổ mao miêu ngàn năm ấy đã bị linh hồn trùng kích đánh trúng, vốn đã bị thương khá nặng. Bây mà lại là còn bị Vũ Hạo toàn lực tấn công thêm một lần nữa nên mới xảy ra tình huống thế này. Ca lớn nút ca bé, địch muốn giết ta thế này thì ta phải là nhanh tay giết địch mới thôi. Từ lúc gặp con hổ mao miêu ngàn năm đến hổ mao miêu vạn năm, tuy thời gian không lâu nhưng cái nhìn của hắn đã làm thay đổi lòng trời lở đất. Bọn họ bị rơi vào tình huống nguy hiểm cũng là vì lòng quá yếu mềm. Không, cũng giống như là loài suy nghĩ dĩ nhiên là sẽ khác. Hồn thú vẫn là hồn thú, không thể nào thay đổi được sự thật này. Khi mà con hổ mao miêu ngàn năm chết đi, con hổ mao miêu vạn năm vô cùng là chấn động. Nó sống lớn một tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía con hổ mao miêu ngàn năm ở trên lưng của mình. Có điều với bản năng sinh tồn vốn suốt vạn năm qua, cho dù là không nhìn về trước nó cũng là có thể tạm thời lách người tránh đi. Nhưng cũng là ngày lúc này, quanh người của Vũ Hạo và Vương Đông được bao phủ bằng ba màu ánh sáng lam, tím và ánh kim rực rỡ. Rực rỡ điêu đàn hoàng kim lỗ. Được tinh thần tham chắc cộng hưởng trợ giúp, cộng với việc con hổ mao miêu vạn năm không kịp tập trung tinh thần, lên một kích này dễ dàng tấn công trúng mục tiêu. Luồng sáng rực rỡ màu vàng kim dọi xuống một quãng đường dài là chừng trăm thước. Con hổ mao miêu vừa bị ánh sáng ấy chiếu lên thì là hóa thành một pho tượng màu vàng, giữ nguyên tư thế chuẩn bị tiếp tục xông lên về phía trước mà ngã xuống. Đây là lần đầu tiên hoàng kim lộ sử dụng trên hồn thú, mà hiệu quả của nó hoàn toàn là vượt ngoài dự đoán của Vũ Hạo và Vương Đông. Từ trên người của con hổ mao miêu vạn năm dường như là có một ảo ảnh kẽ ăn tách ra, mà lúc này nó vẫn là nằm im liềm dưới mặt đất không chút nhúc nhích. Kế đến thì ảo ảnh kia nhào đến đánh vào cơ thể của nó. Cái này, Vũ Hạo và Vương Đông liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà trong hai giây ngắn ngủi khi mà ảo ảnh kia đánh vào cơ thể của hổ mao miêu vạn năm, thì màu vàng phủ ngoài cơ thể nó cũng là nhanh chóng biến mất. Nó lại một lần nữa đứng dậy. Lúc này trông nó có chút là nhếch nhác vì tác dụng mạnh mẽ của quang minh lữ thần điệp, mà bộ lông bên ngoài của nó không
một ít có chỗ bị cháy xém. Hơi thở mạnh mẽ của nó cũng là giảm xuống rất nhiều. Nó lắc lắc đầu mình như là thể bản thân mình tỉnh táo lại. Mà bên cạnh hắn, thi thể con hổ ma miêu ngàn năm đã là rơi bịch xuống đất. Một cái hồn hoàn ngàn năm màu tím dần dần thành hình. Rõ ràng tác dụng của Hoàng Kim Lộ lên hồn thú hoàn toàn là khác với hồn sư. Sở dĩ Vũ Hạo chọn sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ này cũng là về lực khống chế của Hoàng Kim Lộ. Nhưng con hổ mà miêu vạn năm đã là làm những tính toán của hắn sai lệch hết. Vì tốc độ của nó quá nhanh nên mặc dù bị Hoàng Kim Lộ đánh trúng, nhưng cũng là có thể mượn lực mà tránh xa khỏi phạm vi tiếp tục công kích của Vạo và Vương Đông. Càng làm cho hai người bọn họ kinh ngạc hơn chính là tình huống xuất hiện ra kế tiếp. Hổ ma miêu vạn năm lắc đầu vài cái dường như là đã bình phục trở lại. Nó liếc mắt nhìn thân thể của hổ ma miêu ngàn năm, liền ngửa mặt lên trời giống to thật dữ. Đôi mắt giống như là được máu thừa nhuộm đỏ càng thêm khủng khiếp. Sau đó chạy thẳng về phía Vũ Hạo và Vương Đông, nhưng rõ ràng tốc độ đã là chậm hơn ban nãy một chút. Âm thanh từ cửa phượng lai nghi tiêu liên tục vang lên đã khiến cho tốc độ của con hổ ma miêu bị suy giảm. Vũ Hạo và Vương Đông cũng là không quan tâm, tìm hiểu xem tại sao nó lại đột nhiên thay đổi như vậy. Vì lúc này cái đã là đang bận toàn lực chuẩn bị ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra. Bộ lông của con hổ ma miêu vạn năm bất ngờ biến thành màu xanh biếc. Sau đó thì quang sáng màu xanh biếc đang lượn lờ quanh cơ thể của nó nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Tuy nhiên nó không khuếch tán rộng quá mà chỉ là dừng lại ở phạm vi trên dưới một thước. Thân hình cao chừng là một thước của nó cũng là vì thế mà biến thành một vật thể màu xanh lúc cao chừng là hai thước. Hơn nữa thì cũng là cường tráng hơn trước rất là nhiều, rất giống với những con mãnh hổ bình thường, ngay cả tiếng gầm gừ cũng là chuyển thành tiếng hổ gầm. Hơi thở mạnh mẽ ấy đè ép xuống người của Vũ Hạo và Vương Đông, khiến cả hai cảm thấy có chút là nghẹt thở. Sự chênh lệch từ vị số của là cũng hiện ra. Đầu của hổ ma miêu này dù sao cũng là tương đương với một cường giả bậc là hồn vương, mà thực lực thật sự của nó có khi là còn hơn hẳn một hồn vương bình thường nữa. Vũ Hạo và Vương Đông sau khi thấy nó vọt về phía của mình cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Tay phải của Vũ Hạo nắm lấy tay trái của Vương Đông, một quang sáng màu ánh kim từ cánh tay của Vũ Hạo và Vương Đông không ngừng lóe lên bao phủ lấy cả hai người. Tốc độ vận chuyển của Hạo động lực dưới sự trợ giúp của Hoàng Kim Chi Mang tả tí cốt nhanh chóng tăng lên. Lượng hồn lực tiêu hao chỉ là khi sử dụng Hoàng Kim Lộ bắt đầu khôi phục lại với tốc độ kinh người. Mắt thấy hổ ma miêu đã đánh tới, Vũ Hạo liền là giơ tay trái lên, bắn ra một tia sáng. Có sự trợ giúp của tinh thần tham trắc, cơ thể xem hắn như là một tay thiện xạ bách phát bách trúng. Còn tia sáng đang bay kia chính là xuất phát từ hồn đạo ma tí xạ tuyến. Tia sáng ấy vô cùng chuẩn xác bắn trúng cơ thể của hổ ma miêu, hoặc nói đúng hơn là hổ ma miêu tự đâm đầu vào tia sáng ấy. Bức màn ánh sáng phòng hộ màu xanh biếc quanh cơ thể của nó chợt sáng lên. Tia sáng từ hồn đạo ma tí tuyến xạ tuyến vừa chạm vào liền trượt đi. Kế đó thì bức màn ánh sáng ấy bỗng nhiên là bùng nổ, tốc độ của hổ ma miêu vạn lầm tăng mạnh, cả người thoáng cái đã đến trước mặt Vũ Hạo và Vương Đông. Một quả cầu ánh sáng đường kính này trường một thước cũng là dâng lên ngay sau đó. Vũ Hạo đã là di chuyển đến sau lưng của Vương Đông, hai tay nắm lấy bả vai của Vương Đông, cả hai nhắm mắt dính chặt vào nhau, chân bước quẹo mê tông bộ. Còn con hổ ma miêu vạn năm kia thì là vừa lúc đụng vào phía trên quả cầu ánh sáng. Vô số ánh đao màu vàng kim nháy mắt bùng lộ bao phủ hoàn toàn con hồn thú vạn năm đang trong trạng thái điên cuồng đó. Nhưng kỹ năng bổn mạng của hổ ma miêu vạn năm nào phải là tầm thường. Hàng loạt lưỡi đao đánh mạnh vào nó nhưng nháy mắt sau là liền tan rã. Cả người nó bị vây trên không trung khoảng chừng là 2 giây. Sau đó thì cái lưỡi đao từ từ biến mất, mà tầng phòng ngự của hổ ma miêu sau đợt tấn công này chỉ là bị thu hẹp đi một chút mà thôi.